Thời gian qua thì nhiều anh em hỏi mình là về vấn đề mồi tươi, thì mình cũng xin trả lời anh em như sau. Mồi tươi đối với chim mình thì chủ yếu là cào cào, nhưng mà thời gian này thì cào cào nó rất là khan hiếm anh em ạ. Thì tại vì sao phải dùng mồi tươi thì mình giải thích cho anh em luôn. Tại vì mồi tươi, đã gọi là mồi tươi thì nó phải như thế này. Nếu như anh em không có cào cào tươi sống thì sử dụng cào cào đông lạnh. Tại vì trong cào cào nó có nhiều cái chất đạm, chất tân. Đấy. Mà khi anh em cho lên sấy thì nó không còn cái chất này nữa. Không còn cái chất này nữa. Chính vậy mình phải sử dụng mồi tươi. Còn trong cám thì các thành phần dinh dưỡng nó đã đủ. Có tôm, có thịt bò, có cua, có đồ hết trong đấy rồi. Nó rất là đủ, nhưng mà nó đã sấy chín lên rồi. Nó sấy chín rồi là nó đã không tròn được như con cào cào tươi nữa, nên mình phải bổ sung cào cào tươi anh em. Mà không có cào cào tươi thì mình bổ sung dế. Hai thành phần này buộc phải có để trong quá trình nuôi lựa cho màu anh em nhé. Nên là anh em phải lưu ý cái vấn đề này. Chào màu muốn lên lựa hoặc chào màu muốn thay lông đẹp thì phải đầy đủ dinh dưỡng, mà không thể thiếu mồi tươi, thành phần rất quan trọng, nên anh em lưu ý giúp mình. Nếu không có mồi tươi, anh em có thể thay thế bằng giấy. Còn những thứ gì mà đã thay thế được hai cái này thì mình chắc không có đâu. Tiền là của anh em, tất cả là của anh em. Hãy là một người tiêu dùng thông thái em ấy. À, mình chỉ chia sẻ cho anh em vậy thôi. Cứ cào cào, không có cào cào thì dế. Đây, chim mình hiện tại bây giờ là ăn dế này anh em. Chim mình hiện tại bây giờ là ăn dế. Chỉ có độc nhất một con Covid là được ăn cào cào. Tại vì sao con Covid nó bị rụng mười mấy lông cánh. Bây giờ mình phải bổ sung nguồn dinh dưỡng thật mạnh để nó nuôi các cái lông cánh nó ra mà không bị hư, không bị hỏng cái lông cánh nó, nên buộc mình phải cho con Covid ăn lông cánh thôi, à, cào cào thôi. Còn tất cả chim của mình hiện tại bây giờ ăn dế anh em. Cào cào rất là khan hiếm. 7 giờ mà anh em bằng cái gì anh em ra tìm chim là không còn một gói cào cào nào nữa rồi. Nên là giải pháp dùng dế là một giải pháp rất là tốt, giá thành rất là rẻ, nhưng mà dế thì nó hơi lớn, chỗ mà nó khó ăn hơn chút xíu. Và tất nhiên thì lượng đạm và dinh dưỡng protein ở trong dế nó không bằng con cào cào, và lượng chất béo trong con dế nó lại hơn con cào cào, nên anh em phải cân đối được. Ví dụ như cào cào thì anh em cho ăn nhiều hơn dế một chút xíu, dế thì cho ăn ít hơn cào cào một chút xíu, thì chúng ta sẽ cân đối được. Và mùa này thì mình cứ chuối như này thôi. Đây, đây gọi là chuối ương này, mà nó hơi chín một chút xíu rồi, tại vì mình để từ hôm qua đến giờ nó hơi chín một chút xíu. Đây, mình cứ một con chim mình cắt một mẫu như này, những quả chuối nhỏ thì mình cắt một mẫu như thế này, quả chuối lớn thì mình lại bổ tiếp bộ đôi ra nha anh em. Đơn giản vậy thôi anh em. Mồi tươi mình chỉ đơn giản vậy thôi. Một giỏ cào cào này tầm hơn 10 con, 10 con thôi. Một con chim tối thiểu một ngày nó ăn nhiêu đây của mình. Còn đây dế thì nó tầm cũng khoảng 9 đến 10 con. Nhưng mà dế này trong giai đoạn này thì mình đa số mình cho những con chim thay long của mình ăn. À, chim thay long là mình cho ăn những con dế này. Cào cào thì một con sẽ ăn một gói như thế này. Mà ở trong miền Nam một gói như này người ta sẽ bán 3.000 đồng. 3.000 đồng một gói. Thì gói này nếu như mùa này cào cào nó xấu, nó ấy thì cào cào nó bé quá, thì nó gói này nó tầm cỡ hơn chục con. Nhưng mà mùa kia thì cào cào nó đẹp hơn. Nhưng mà một con thì chỉ tiêu của nó là một ngày một gói như thế này thôi anh em nhé. Cào cào thì mình sẽ cho vào cái rò như thế này. Đây anh em xem, mình cho vào cái rò như thế này. Thì cào cào nó luôn sống ở trong cái rò này anh em nhé. Nó luôn sống ở trong cái rò này và chim mình nó sẽ được luôn ăn hàng tươi sống. Mà mình cũng nói luôn với anh em, không có một cái gì, cái gì mà có thể so sánh được với con cào cào. Là vì cào cào là chất tân, nó có đàm, nó có chất tân. Con cào cào mà khi sấy lên nó sẽ mất đi rất nhiều cái tác dụng của con cào cào, nên là không có một cái gì có thể thay thế được con cào cào này. Nếu như bạn muốn chăm chim căng phải có cào cào anh em nha. Không có cào cào phải có dế để thay thế. Và đây thì nước uống thì mình dùng, nhà mình thì không có nước giếng, mà nước máy thì hàm lượng calo rất là cao.
Nếu chim uống vào lâu ngày sẽ bị đường ruột, nên mình chọn phương pháp là mình dùng nước lọc. Đây mình mua những cái bình nước lọc như này, mình chiết ra cha này, mình mỗi lần chăn chim thì mình cho uống thôi anh em ạ. Đơn giản như vậy thôi. Còn cám mình mới xé ra luôn, mới xé mới cho vào đây nha. Vậy như vậy là giờ mình chăm thôi anh em ạ, đơn giản thôi. Để giờ mình lấy chim nhé. Và chim thì anh em lưu ý giúp mình là phải dọn cái bố lồng nó sạch sẽ anh em nhé. Anh em nhìn cái lồng chim bên đây, nó rất là sạch sẽ, nó không có tạo cái mùi hôi cho con chim. Khi mà phân ấy là nó bốc lên thì nó sẽ tạo thành cái mùi hôi như anh em. Nên là mình lưu ý giúp mình là luôn vệ sinh lồng sạch sẽ. Trước khi đi ngủ thì mình phải vệ sinh lồng sạch sẽ nha. Đơn giản rồi thôi, một mẫu chuối gắn vào xin chuối cho nó thôi. Đấy, một mẫu chuối, một con một khẩu phần thì một rò cò cào này cho vào. Anh em lưu ý sáng mai lại khi anh em cho ăn thì cái nước dư trong lòng này anh em nhớ đổ đi nhé. Tại vì khi con chim nó ăn chuối rồi ăn cám là thành những cái mẩu cám dính ở miệng nó, thì khi nó uống nước thì những cái cám nó mẩu cám ra đây, nước này sẽ mất vệ sinh nhé. Nên mình chịu khó mình thay luôn, đừng có tiếc, đừng có lười nhé. Mình đổ đi cho nước mới vào thôi để tiết kiệm cám, ăn không vương vãi và cám luôn được chất lượng. Thì anh em cứ cho ăn ít một thôi. Tại vì ngày nào mình cho chim ăn mà thì mình cứ một lần cám này thì mình cho ăn trong vòng 2 ngày là mình án khoảng 2 ngày là ăn hết. Ví dụ 2 ngày vẫn còn 5-3-7 hột gì trong đấy thì mình cũng bỏ luôn anh em nhé. Tại vì để lâu thì cám nó sẽ ẩm mốc. Khi mà trong bao bì này á, là có hút ẩm nè, nó kín thì cám sẽ giữ lâu. Còn khi mà mình bỏ ra như này á, chim nó ăn nó uống nước thì miệng nó ướt rồi nó ăn cám rồi nó dính nước cùng lum hết trong đó, thì mà mình chỉ bỏ ít thôi.